chào bác, hôm nay kênh Hoa Vườn Nhà sẽ giới thiệu các bác chợ hoa Tết Thái Nguyên ngày 24 tháng Chạp. Nhất chi mai đấy ạ. Rất đẹp luôn, rất là nhiều dáng thế đẹp luôn. Năm nay so với mọi năm thì cá nhân của kênh Hoa Vườn Đào, Hoa Vườn Nhà đang thấy là giá đào với quất rẻ hơn mọi năm đấy ạ. Đào mà đào thì đóng rất là đẹp luôn. Thôi, cần sát vào đây này, đừng cần xa đấy. Cần xa đấy. Nguyên đẹp kia nhá. Cành này cắm mà từ bên này để qua ban thờ sang bên kia cực kỳ đẹp luôn. Nhiều hoa hơn nhưng mà đào huyền à? Đào đã bắt đầu lác đác nở này, rất là nhiều cây đẹp luôn các bác ạ. Chợ hoa Tết. Đây là điểm ở quảng trường Võ Nguyên Giáp ạ. Điểm ở quảng trường Võ Nguyên Giáp đây các bác nhá. Hoa năm nay rất đẹp ạ. Người không đẹp, người không đẹp ạ. Người bán đào, người bán đào đẹp thôi. Người bán đào đẹp ạ, người mua đào cũng đẹp mà. Mày thôi cho bà. Bà ơi, bà mua cây đào đấy bao nhiêu tiền đấy ạ? Giá? Ồ, thế à? Ồ, 300.000 một cây này á? Ồ, rất rẻ và rất đẹp các bác ạ. Người đẹp trai. Các bác ra quảng trường Võ Nguyên Giáp mua hoa đào nhá. 300.000 một cây, cực kỳ đẹp luôn. Và chủ cửa hàng rất đẹp trai ạ. Thấy bạn ấy quảng cáo là bạn ấy chưa vợ. Nên là các nam thanh nữ tú mà ra đây có khi có cơ hội là kết đôi đấy ạ. Chị có muốn ra khu vực cái đào huyền kia? Đào huyền ở đâu? Cảm ơn bác bán đào đẹp trai nhá. Đẹp quá. Nhà mình đào nở gần hết hoa rồi. Em thích cái cây cái đào rừng ấy kìa, đào cánh đơn ấy. Đào phai. Ừ. Ông mà sang bên này em nghĩ là sang đường bên kia kìa. Cái phía mà mọi khi nó hay tổ chức hội chợ ấy, khu vực đấy. Dạ. Đi, em đi thôi. Đi thôi. Trên Si Thái Nguyên ấy có một cái ảnh chụp vườn đào từ trên không xuống ấy, cực kỳ đẹp nhá. Kia, phía bên kia là chỗ quảng trường Võ Nguyên Giáp, ở chỗ chân lắm. Chỗ trước tượng đài kia rất nhiều, đấy bên đấy đa số toàn đào rừng thôi ạ. Đào rừng cánh đơn. Cái này bao nhiêu anh? Cánh phai. Đang nở rất là đẹp rồi ạ. Có những cành đào rất là lớn này. Có những cành đào rất là lớn này các bác ạ. Đây là đào cành nhá, rất lớn luôn. Em cảm ơn chị ạ. Các bác đi mua đào Tết nhá, khi đi nhớ mang theo khẩu trang và thực hiện đúng 5K các bác nhá. Hoa Vườn Nhà xin chào và hẹn gặp lại các bác.